mình cũng đang chơi đồ hàng nè. Vậy mình với bạn cùng đập hộp cái này đi rồi mình chơi chung. Cùng đập hộp đồ chơi với tụi mình nha. Để coi ở bên trong đây có cái gì. Một cái lòng bàn, hai cái đùi gà, một rổ trái cây lươn, bộ dụng cụ nhà bếp nữa nè, hai cái xúc xích. Quá, wow, một con gà thiệt là bự luôn. Da gãy răng rồi. Trời nắng ăn kem là mát lạnh. Cùng chơi bán đồ hàng với tụi mình nha. Bạn muốn ăn cái gì? Mình muốn ăn bánh mì ốp la. Một bánh mì, một ốp la của bạn đây nè. Mấy bé ơi, mấy bé còn thích chị làm món gì nữa thì comment phía dưới cho chị biết nha. Chị mới may một bộ đồ mới cho em nè, Labubu. Em có thấy đẹp không? Cũng thấy bình thường, không có gì đẹp hết. Bạn không có Labubu như mình nên bạn mới ganh tị đúng không? Ai nói mình có Labubu đẹp hơn bạn nè. Ở trong cái shop này con này là đẹp nhất rồi. Đâu, bạn cho mình coi thử đi. Nè, bạn thấy đẹp chưa? Wow, công nhận đẹp thiệt. À, nhưng mà nhưng mà sao? Thua mình rồi chứ gì? Sao? Con Labubu của mình đẹp hơn. Của mình đẹp hơn. Con Labubu của mình có váy đầm nè. Con Labubu của mình có áo yếm nè, rồi có túi xách nữa, bạn có không? Tức quá à. Mấy bé ơi, mấy bé coi con Labubu trắng hay con Labubu xanh đẹp hơn thì comment phía dưới cho chị biết nghe. Bé ba, mình có quà tặng cho bạn nữa nè. Quà gì đó dạ? Bạn định hù mình nữa chứ gì? Bạn đoán thử coi bên trong đây có gì. Gợi ý là một loài động vật đáng sợ. Hả? Động vật đáng sợ? Không lẽ nó là con gấu? Sai. Ờ, hay là con trắng? Sai luôn. Vậy thì đó là cái gì? Nè, bạn tự mở ra xem đi. Mình không nhận quà này được không? Phải nhận, vì đây là lòng tốt của mình mà. Cảm ơn bạn nha bé ơi. Các bé ơi, cùng đập hộp với chị nha. Có nên mở ra không ta? Mà không mở ra thì không biết bên trong đây có cái gì. Thì ghê quá Cá sấu. Làm hết hộp, cá sấu đồ chơi. Cùng đập hộp cá sấu với chị nghe. Dễ thương quá Bây giờ mình phải chơi thử coi. Sợ quá. Chị sẽ đem cái này đi qua kiếm ai chơi chung mới được. Mấy bé hãy đón chờ phần 2 nghe. Cùng chị làm váy đầm cho búp bê Barbie nha. Em có thích không? Đầu tiên mình sẽ làm chân váy từ giấy màu. Bây giờ chị sẽ cắt ra nha. Chị đã cắt xong cái chân váy rồi nè. Bây giờ tiếp tới mình sẽ làm cái áo nghe. Chị sẽ cắt cái hình áo dây nghe. Bây giờ mình sẽ biến hình cho búp bê nha. Chị đã thay đồ cho búp bê xong rồi nè. Mấy bé có thấy có đẹp không? Mấy bé còn muốn chị may đồ gì cho búp bê nữa, áo yếm hay áo dài thì comment phía dưới cho chị biết nghe. Cái con Labubu của mình nhìn cứ thiếu thiếu cái gì vậy ta? Thiếu bộ đồ mặc đó. Nhưng mà mình không có tiền mua đồ cho nó mặc. Quần áo nó mắc lắm á, mấy chục ngàn luôn. Ê, vậy thôi để mình làm quần áo cho nó chứ. Bạn biết làm không đó? Mình làm đẹp lắm á, bạn cứ tin ở mình. Ê, bạn định mặc cái gì cho nó vậy? Mình đang đan lá dừa cho nó nè. Không có đẹp. Im lặng, để người ta làm. Thì làm đi, ai nói gì đâu. Đầu tiên là mình sẽ cho nó cái vòng cổ nè. Mình mới xong cái áo cho nó nè. Mình vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Rồi, hết thiếu chưa? Wow, sao đẹp quá vậy? Cảm ơn bạn nhiều nha. Ơn nghĩa gì? 50. Mình không có tiền, thiếu đi. Cá sấu lên bờ. Người ta xuống nước. Hôm nay bé hai có đồ chơi mới luôn hả ta? Đúng rồi, bạn có muốn chơi cá sấu lên bờ với mình không? Cá sấu lên bờ chơi giờ này nắng lắm, không chơi đâu. Không phải, chơi con cá sấu này nè. Ý, cái đó chơi làm sao vậy? Bạn chỉ cần bấm mấy cái răng này, ui da, nó phập vô tay là người đó thua. Ê, cũng thú vị quá à. Vậy mình chơi đi, mình hồn kẹo nè. Bắt đầu trò chơi thôi. Mình trước. Mình thua nhưng mà mình được ăn kẹo đó hả? Đúng rồi, nhưng mà đâu có dễ như vậy. Bạn phải ăn chung với wasabi chứ. Kinh dị quá à. Tiếp tục thôi. Mình trước. Hồi hộp á. Mày hả bưởi, dám cho tao ăn wasabi nè. Xịt nhiều vô. Mấy bé có thấy trò chơi này thú vị không? Mấy bé còn thử thách nào nữa thì comment phía dưới cho chị biết nghe. Cái bộ đồ như vậy mà con bé ba dám kêu đẹp. Tức quá, mình phải làm cho nó một bộ đồ thiệt là lỏng lẫy luôn. Làm bằng giấy thì quá dễ, mình phải làm bằng lá dừa thôi. Đầu tiên mình sẽ làm cái váy cho con búp bê nè. Chị đã làm được 3 tầng rồi nè, cùng đó xem sự biến hình búp bê nha. Búp bê này là xinh đẹp. Đây là thành quả của mình. Chị sẽ thêm cái bông này lên đầu búp bê để cho nó thêm xinh đẹp nha. Mấy bé có thấy đẹp không? Mấy bé có thấy là của chị đẹp hơn chị bé ba không? Thì comment cho chị biết nha. Trong chống che nè Barbie ơi. Bạn có bộ đồ búp bê bằng lá cây đẹp quá vậy? Chứ sao nữa, hãy mất công mấy ngày thì mày mới may được đó. Bạn cho mình chơi chung với được không? Thôi, bạn đụng vô là hư đồ của mình hết.
Trời, mình thử lòng tốt của bạn thôi chứ mình có nè. Trời ơi, la bu bu bằng lá dừa. Sao của nó đẹp hơn của mình vậy ta? Mê rồi chứ gì. Ê, mình với bạn cho nó chơi chung với nhau đi. Chào bạn la bu bu dễ thương nha. Hay là hai đứa mình chơi thử thách đi, coi ai đẹp nhất. Khỏi cần chơi thử thách, của mình là đẹp nhất. Bạn chơi ăn gian quá, không có công bằng xíu nào hết trơn. Bạn không hài lòng thì nhờ mấy bé đánh giá cho mình đi. Mấy bé thấy búp bê Barbie la bu bu, cái nào đẹp nhất thì coi mấy phía dưới cho chị biết nha. Mình biết con bé hai nó thích ăn xúc xích lắm, cho nên hôm nay mình đã chuẩn bị cho nó hai cái xúc xích luôn. Nhưng mà ăn dễ dàng như vậy thì đâu phải là bé ba. Tao nhét ớt bỏ vô đây cho mày ăn cay xé họng là con. Bỏ trái ớt vô đây. Phải có ớt, trái không ớt. Phải có ớt, trái không ớt. Phải ơi á. Hên quá, không có sao. Bé hai ơi, mình có xúc xích cho bạn nè. Sao hôm nay tốt cho mình xúc xích ăn vậy? Thì tại hôm bữa mình thấy bạn thèm á cho nên mình mới mua. Bạn cái nào? Cái nào cũng được hết á. Thấy bà rồi, hồi nãy nhét ớt cho cây nào vậy ta? Bạn nói gì vậy? Ờ, không có gì. Của bạn nè. Xúc xích ngon quá. Công nhận ngon số bét luôn. Ủa, bạn không thấy cay hả? Có cay đâu, ngon mà. Ủa, mà sao bạn không ăn đi? Ờ, mình ăn liền. Ngon quá à. Sao cay quá vậy? Ủa, bạn bị sao vậy? Cay, cay quá à. Chắc là định bỏ ớt vô trôn mình chứ gì. Ở ghìa gặp lành. Mình sẽ núp ở đây, đợi con bé ba đi ngang mình sẽ hù nó. Mua được bịch kẹo dẻo bốn vị ngon quá. Đúng là cái đồ nhắc cái, tự nhiên lời được bịch kẹo nữa. Mình sẽ ôm bịch kẹo này ngủ, tí dậy ăn sao. Hết hồn, tưởng ai nắm giò mình chứ. Bé hai, sao con lấy bánh của bạn? Dạ dạ, tí con trả. Trả liền bây giờ. Dạ dạ, con đi liền. Bé hai, mày mới là người nhắc cái đó. Ê bé ba ơi, đi giật cô hồn không? Giật cô hồn ở đâu? Ở ngoài đầu hẻm nè, nhanh nhanh đi để tụi nó giật hết đó. Có món kẹo mình thích nhất đó nha. Hả? Kẹo thích nhất hả? Của mình, của mình, của mình. Mình giật được nhiều bánh quá mà không biết ăn cái nào hết. À, ăn kẹo này đi. Tức quá à, chậm tay hơn bé ba nên giật được có mấy cái này thôi. Mình sẽ ăn thử cái kẹo dẻo bốn vị này. Mình sẽ ăn vị nào trước đây ta? À, ăn vị dâu đi. Vị dâu, wow, thơm quá. Vị dâu chua chua ngọt ngọt. Tiếp theo là cái vị màu xanh xanh này nha. Thơm thơm mùi táo. Bé ba ơi, nãy mình giật được có nhiêu đây à? Bạn cho mình ăn ké dưới đi. Mình còn vị nho với vị mâm xôi nè, bạn ăn thử đi. Mình sẽ ăn vị nho trước. Vị này là vị mâm xôi đó. Hai vị của mình ngon quá, vị nho với vị mâm xôi tuyệt vời luôn. Hai vị của mình ngon hơn chứ. Vị táo nè với vị dâu là ngon tuyệt vời. Mình thấy nho với mâm xôi của mình ngon hơn. Thôi thôi thôi, đừng có bàn nữa. Nếu muốn biết ai ngon hơn thì hỏi mấy bé đi. Bực bội quá, sao làm hoài không được vậy ta? Ôi sức kỳ à. Bé ba, sao sáng giờ mày cứ thổi phù phù hoài vậy? Tao đang tập thổi bong bóng cho nó bự lên nè. Mày thổi bự nhất là bao nhiêu? Để tao thổi cho mày coi nha. Đó, to nhất của tao là nhiêu đó đó. Nhỏ xíu, tao có thể thổi bự hơn mày luôn á. Đâu, mày thổi thử cho tao coi coi. Nhìn tới nè. Ê, nhỏ xíu mà mày đặt. Trời ơi, tức quá. Ủa, cái cục single của mày nó bay đâu rồi? Ê, nó dính trên đầu mày kìa. Gỡ nó cho tao. Để tao cắt cho mày nha. Ê, không được, đứt tóc tao. Mấy bé ơi, mấy bé còn cách nào lấy nó ra không? Thì chỉ chị với.